Xin chào tất cả các bạn đã đến với buổi quay trực tiếp của Thảo Mỹ Viện Dr. Vẫn Viện Trợ Gãy. Hôm nay bên mình vừa tiếp tục thực hiện xong phương pháp phun môi collagen nha. Các bạn hãy cùng mình theo dõi tình trạng môi của chị trước và sau khi thực hiện xong. Trước khi thực hiện thì môi của chị rất là thâm nha các bạn. Ngoài ra thì môi của chị khô và chưa có viền hoàn chỉnh. Sau khi thực hiện xong thì môi của chị hết thâm hoàn toàn, màu môi lên rất là tươi luôn nha. Rất là đẹp, rất là tự nhiên nha các bạn. Với phương pháp phun môi collagen giúp cho môi của chị tươi hơn và đỏ thâm hơn nhiều nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thì để lại số điện thoại hoặc liên hệ đến số 0905388576 để được tư vấn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi buổi quay ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở buổi quay sau.